Chào anh chị, lại là Gạch Rẻ 98 đây. Trong video hôm nay, Gạch Rẻ 98 giới thiệu tới anh chị mẫu gạch dán tường 300x600 men mờ, hay còn gọi là men mát. Mẫu gạch dán tường này thì thiết kế chủ đạo với 3 phần đơn giản là viên sọng, viên lợt và viên thân. Đó, chúng ta có thể xào vào men mát, không in bóng, không đổ bóng, với những cái tông màu hay là bề mặt men mát như thế này đó, thì chúng ta nên sử dụng cho không gian có diện tích lớn, ánh sáng nhiều, bởi vì cái bề mặt men mát này nó không có phản quang nên là rất là hút ánh sáng. Trái lại thì nó tạo nên cái không gian rất là sang trọng cho cái thiết kế của chúng ta. Chúc mừng bạn đã xem hết video của Gạch Rẻ 98. Để không bỏ lỡ những sản phẩm gạch ốp lát mới nhất trên thị trường hiện nay, xin mời nhấn nút đăng ký kênh có biểu tượng hình tròn ở giữa màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.